Xin lỗi, ví dụ gì? Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình Vĩnh Vui Vẻ. À, đọc tiêu đề với lại hôm nay anh em nhìn thấy mình cầm con heo thì chắc anh em cũng đã xem cái clip gần đây nhất. Đó, clip kế cái clip này luôn là con Phương nó đã dám qua tận nhà mình mà nó lấy con heo của mình để nó trôn mình, nhưng mà xui cho nó là con heo đó thì là con heo chỉ là đựng mấy cái gọi là mấy cái tờ ghi mấy đứa nhân viên của mình đi trễ hay này kia thôi. Đó, xui cho nó là như vậy, chắc nó cay lắm. Nhưng mà dù sao thì nó cũng đã dám chôn mình. Hôm nay anh em thấy tự nhiên xung quanh mình thấy nó bừa bộn nha, thì đây là cái kho của mình anh em. Đây là mấy cái hộp giấy rồi để mà mình gói đồng hồ á, mấy cái loa kẹo kéo mình này, với lại mớ đồ cổ của mình. Nói chung là ở trên này mình sẽ để mấy cái hộp đồng hồ nữa. Mình sẽ nhờ con Phương lên đây lấy giùm mấy cái hộp đồng hồ. Nhưng mà khi lên đây lấy cái hộp đồng hồ anh em thì nó sẽ vô tình nó phát hiện ra mình có một con heo. Ok anh em hiểu cái tâm lý không? Có nghĩa là hôm bữa thì thấy con heo to để trình ình ở đó thì chỉ là những cái tờ giấy vô nghĩa. Nhưng mà hôm nay tự nhiên lên cái kho mà thấy có một con heo nó để ở một chỗ kính à, mà lắc lên thì có tiền. Nhưng thực sự thì có tiền thật anh em ạ. À, nói chung là mình giới thiệu cho anh em nhưng mà mình sẽ không bộc lộ hết nội dung để cho anh em xem, để cho anh em cảm thấy nó hấp dẫn anh em. Mình vẫn sẽ để tiền vào đây bình thường nha. Mình vẫn nhét tiền đầy đủ vào đây như bình thường nha anh em. Đó, chứ không phải là không có tiền nha. Đó, anh em chắc sẽ đang xem thắc mắc tại sao mà sau clip này mình lại nhét tiền thật đúng không? Chắc là mới đầu anh em sẽ nghĩ là mình cũng sẽ để giấy vào đây cho con Phương nó nghĩ là ở đây có tiền thật. Nhưng mà thực ra cũng vẫn là giấy. Nhưng không, mình vẫn nhét tiền thật. Ok. Ok. Mình đã nhét xong tiền rồi. Ok, cái tủ của mình này nè anh em. Đó, anh em thấy không, đây này, hộp đồng hồ của mình nè. Để rất nhiều thì khi mà lên lấy hộp đồng hồ ha, mình sẽ để cái con heo ở vị trí này. Đó, đây đó. Không kính cũng không hở. Đó, lên đây lấy hộp đồng hồ tự nhiên thấy con heo ở đây. Ok, cơ bản là vậy thôi. Bây giờ mình sẽ giấu cái máy vô trong góc bên này. Ok rồi, để xem thêm màn trôi ngày hôm nay như thế nào và con Phương nó có sập bẫy của mình hay không, và sập bẫy như nào này. Nhớ theo dõi clip ngày hôm nay của Vĩnh Vui Vẻ nha. Ok. A few moments later. Anh em ơi, con Phương nó đang ở dưới rồi nha. Nãy giờ nó đang ở dưới rồi, bây giờ mình bắt đầu màn trôi của mình nha. Phương ơi, mày làm gì dưới đó vậy? À, không làm gì hả? Rảnh thì chạy lên lấy giùm anh cái hộp đồng hồ với. Anh đang bận tay quá, anh đang quay cái này anh không lấy được á. Anh đang bận cái tay, anh đang quay cái này anh không lấy được, mày lấy giùm anh với. Cái phòng ở phía trên á, cái phòng kho của anh á, có mấy lần mày đi lên mày có ghé vô đó. Cái phòng mày đi lên sân thượng bữa nhớ mấy đứa mình lên team lên nhậu xong rồi mày đi ngang qua mày chỉ cái này mà đang cái kho được đồ đã hen đó. Mà tao mới kêu thì mày kêu mà đang rảnh, bây giờ mày kêu bận. Lấy giùm anh với, xíu thôi. Anh đang bận quay đồng hồ nè. Chứ không thôi tao lên tao lấy chứ, đang vậy anh làm gì sao mà anh ấy được. Cái nào gì cũng tôn hết nè. Mày anh em lâu ngày qua nhà người ta nhờ chút xíu mà mày làm gì mày căng quá. Mày đi chưa vậy? Ok ok anh em ơi, bây giờ con Phương ở đây nè, con Phương ở đây nè. Anh em thấy chưa? Anh em đâu có biết là mình có để một cái camera bên trong phòng của nó đúng không? Phòng đó mình có để cái camera anh em. Đó, bây giờ nó vô để xem thử. Anh em thấy con heo ở trong ngay góc kia chưa? Má, ngay cái phòng vệ sinh để phải vô. Đó, ở trên ngay cái tủ, cái cửa đang mở. Anh có cái hộp màu trắng ở đó à. Rồi, Phương vô anh em ơi. Đây, thanh niên. À, rọi gương đi con. Anh em, ok. Chưa thấy heo anh em ơi. Coi anh em, coi nó lên lấy hộp mà nó đứng nó soi gương rồi nó quần què không anh em.
Coi. Má nó kêu nó lên lấy hộp đồng hồ mà đứng vậy đó. Lấy một cái hộp màu trắng thôi. Rồi. Ở dưới nó có mấy cái túi sách đó, lấy giùm anh luôn. Ở cái ngăn ở dưới á. Ôi chết mẹ rồi, có khi nào nó không thấy con heo không ta? Cái túi sách ở ngăn dưới nữa. Ôi ơi, mày nhìn xuống dưới mày thấy con heo giùm tao đi. Cái túi sách ở dưới. Một cái hộp màu trắng với lại một cái túi sách ở ngăn dưới á. Ngăn thứ hai từ dưới lên. Trời, nó lục cái gì vậy trời? Bà mẹ con điên mẹ. Ê, con này nó lên nó phá, nó nghịch nè chứ không phải là nó lợi chút. Mày làm gì? Mày tưởng tao không biết hả Phương? Đó. Kêu lên lấy hộp đồng hồ mà lên nó làm cái gì vậy? Nó mở từng cái đồng cái ghế của mình nó làm cái gì vậy trời? Buồn què không? Rồi lấy mấy cuốn. Cái hộp màu trắng ở trên cùng. Một cái túi sách ở ngăn thứ hai từ dưới lên. Thấy chưa? Rồi anh em mà thấy rồi. Có chưa Phương ơi? Trời, thanh niên thấy em rồi, lắc. Trời, sao lâu vậy? Ok, cái này. Nó xuống, mình tắt cái này. Thôi, mày nhà vô, chứ mày phá người ta phải. Mày bắn mà. Mày muốn coi gì thì mày coi được, mày phá. Anh lấy đồ hồ á. Cái đồ hồ gì vậy? Nếu mà không chắc phải tầm tựa, cỡ tiếng nữa về á. Nha. Đấy nha. Ok anh em ơi. Đây. Sau khi mà mình vừa mới kêu là mình đi ra khỏi nhà thì nhân vật này cá cắn câu. Thôi rồi, lắc heo. Mày lắc heo hả? Anh em yên tâm là mình trên đó mình có đặt camera quay lén thì mình sẽ cho anh em xem cái hình ảnh ở, trực tiếp ở trên đó cho nó chất lượng hơn nha. Còn phía dưới này thì mình chủ yếu để mình quan sát á, để mà mình ứng biến. Ok, bây giờ anh em cứ xem nha, đó bây giờ mình sẽ chạy về nhà mình lên trên đó nha anh em nha, để mình khóa cái cửa bên ngoài là cái. Ok anh em nha, bây giờ mình sẽ lên mình khóa cái cửa lại. Ok. Ok anh em, thì bây giờ mình đã khóa được cái cửa lại rồi. Bây giờ nhân vật này vẫn còn đang thập thò ở đây. Anh em biết tại sao mà mình khóa cửa lại không? Nó sẽ, nếu mà nó có ý định lấy con heo này của mình thì nó sẽ không bước ra được khỏi cái phòng này. Ok anh em nha. Còn nếu mà nó dám đập con heo của mình thì mình lại có một cái cách trôn khác nữa. Anh em thấy là ngày hôm nay mình tỉnh thắng kìa. Nó làm gì vậy trời? Anh em ơi, cái cảm giác nhìn qua cam biết là đối thủ của mình đang làm cái gì đó, nhìn cảm giác nó thích lắm anh em ơi. Ok anh em, rồi cho anh em xem cái góc mình đặt lén trên kia để cho nó chất lượng nha. Còn cái góc này bây giờ mình sẽ theo dõi tình hình để mà mình ứng biến với nó thôi. Trời ơi, biết cái gì chứ? Biết cái gì chứ? Đây nè, đây
nè, mới chính là con heo thật thụ nè, biết chưa? Wow. Không thể nào xa. Ôi nhìn không? Thấy gì không? Thấy gì không? Không thấy gì cho. Thấy gì không? Hồi nãy em lên đây em thấy được ổng bỏ con heo vô tủ. Đó, bình thường ấy, ổng để con heo kia ở ngoài cho mọi người coi. Vậy là con heo dởm thôi. Mà lần này ha, thấy không? Thấy vô. Tàu 500. Mà lần này ha, em thấy con heo ổng cất vô tủ. Mà cất vô nguyên cái chỗ kho là ngồi quý của ổng nha. Con heo này là con heo tiền của ổng. Lần này em sẽ đặt tại đây cho mọi người xem. Không có đem về nhà. Không có đem về nhà nữa ha. Em sẽ đặt con heo này ra. Đặt con heo này ra thử coi bao nhiêu tiền ở trong đây nha. Dám cho người ta hả? Có gì đập ta? Không rồi á, một hồi á có bao nhiêu tiền đây mọi người làm chứng cho em nha. Em đập như vậy thôi chứ em không có lấy một đồng xu các bạn nào của ổng hết trơn nha. Tại vì ổng cho em hoài em, nên là mỗi lần ổng cho em là em sẽ trừ tiền vô đây. Chứ em không hề lấy tiền của ổng nha. Wow. Nha. Ổng đi công việc rồi. Tí nữa gì? Em khóa cửa rồi. Con heo này chắc chắn là nhiều chuyện lắm nào. Nhìn nghe. Hay vậy chưa? Nghe chưa? Nóng quá. Bây giờ em sẽ đặt con heo này. Mày hả bự. Mày hả bự. Làm sao mà rớt được? Mày hả bự. Em mới nghe cái âm thanh gì không? Âm thanh là phòng trên nè, cái phòng trên là nó đang lấy con heo của mình á. Nhỏ này nó nhây vậy chơi. Ý là nó biết mình đi, mình nói là đi một tiếng, bây giờ là nó nhây à. Chắc là nó muốn có một cái clip hay hay để nó up lên cái kênh. Mày đập thì mày đập hay á đi. Coi điểm gì thì 500.
Con có một cái nhé nha. Đợi một xíu nha. Em dẹp cái mảnh này em mới lấy tiền được. Hơn con nhiều một xíu. Mày đặt. Mày lớn. Mày đặt bỏ heo. Cuộc đời tao sống 21 năm chờ chưa biết bỏ con heo lấy gì nữa. Tiện đâu bỏ. Ê, không vội. Triệu 2, 3 triệu. Ôi, không thôi là nói ăn chặn 200 rồi. Điểm lại nè. 500 triệu, triệu rưỡi, 2 triệu, 2 triệu 2, 2 triệu 4, 2 triệu 6, 2 triệu 8, 3 triệu. Đi. Let's go. Mày hả bự. Thanh niên đang để mình gọi nó luôn, mình gọi nó. Cười gì á, thanh niên anh em ơi. Alo. Alo, mày đang làm cái gì á? Để đâu hả? À, đang sắp về, sao vậy? Sao cái cửa nhà kho mở không được vậy? À, cái cửa nhà kho mở không được á hả? À, thì tao khóa rồi. Tao khóa lại bên ngoài rồi mà. Nhưng mà hồi nãy em còn đóng được mà. Thì hồi nãy mày đóng thì mày vô mày đóng xong rồi thì tao ở bên ngoài, tao khóa ở bên ngoài rồi. What? Làm gì khóa bên ngoài, em vô em coi đồ của ba anh bộ. Ủa chứ mày lên làm gì vậy? Em lên lên coi đồng hồ. À, lên coi đồng hồ hả? À, rồi... Ủa mà sao anh thấy... Dũng mặt hả? Em coi đồng hồ hồi nãy giờ em có thấy con heo của anh không? Hả? Con heo vậy? Mày đừng có mở cửa làm gì tao khóa rồi. Mày đi vô lại ngay cái vị trí mà mày đã đập con heo đi. Chi vậy? Mày đập con heo của tao đúng không? Con heo là bồi nào, con heo trong tủ kìa. Mày bước lại, mày nhìn lên chỗ cái dàn phơi đồ của tao, mày nhìn lên đó, tao đang nhìn camera đây. Mày bước vô lại coi. Camera nào? Hồi nãy tôi coi gõ gẹt không có cái nào hết. Mày đi vô. Tao để chắc cho mày thấy. Mở cửa thôi. Mày đi ra, mày... Tôi đập con heo của ông nào? Mày không đập con heo của tao. Hồi nãy giờ mở cửa thôi, nóng quá à. Từ nãy giờ là mày ngồi mày lấy điện thoại của mày, mày quay clip trôn xong rồi mày cầm. Ông ra đây ông coi đi, trong tủ của ông có heo vậy nguyên chứ bộ. Rồi tiền cái gì mày cầm trên tay của mày là gì? Tiền nào? Mày đang cầm trên tay mày, tay trái cầm. Có đâu? Mày còn cãi tao đang nhìn camera luôn nè. À. Không thấy cái nào hết. Mày đừng có cãi.
Bây giờ mày muốn cái gì? Tại sao? Camera của ông ở đâu? Tại sao? Đừng có mày đặt xạo, đừng có chặn đầu tôi của mày, con heo của ông chưa có đạp. Tại sao 5 lần 7 lượt mày cứ đòi đập con heo của tao là sao? Em như có đập con heo của anh, em coi đồng hồ mà. Mày đừng có gãi đít nữa, mày đền con heo cho tao. Mất dạy quá à. Thôi bây giờ tao cho mày ở trong này khoảng 2 tiếng, phòng nó cũng mát mà. Ok. Mở cửa thôi em, có đập con heo của anh. Ờ vậy thôi, không đập thì ở trong đó đi. Em đập. Anh hiểu thấy không? Nó mới biết được. Mở cửa đi. Mà nó cãi là nó không đập con heo của mình anh em à. Người em thấy nó cháo chở chưa? Ok, cái phòng đó thì anh em biết cái phòng đó nó sát ở trên thượng luôn á. Thì phòng nó không có mấy lần, cũng chả có mấy quạt, mà bây giờ đóng cửa kính lại thì trong đó nó chắc nó cũng mát, chứ nó cũng không quen nổi gì đâu. Cho nên là chắc là nó cũng nó đặt đập cửa lên phòng rồi chứ. Đó đó, anh em nghe tiếng nó hét không? Mình cũng thông cảm cho nó. Bởi vì giờ cũng cay. Để mình gọi điện tiếp. Xin lỗi, ví dụ gì? Em lỡ đập con heo của anh nhưng mà em nóng nên chịu mất nổi rồi. Rồi bây giờ mày quay lại về vị trí mày đập con heo. Mày ngồi xuống. Rồi, mày nhìn ra sau lưng mày. Mày thấy cái bì màu vàng. Rồi, lấy cái bì màu vàng ra. Rồi, mày lấy tiền hồi nãy, tất cả những tiền hồi nãy. Nè, con heo của anh nè, còn yên yên nè, em có đập bao giờ đâu. Mày mà làm bể con heo đó, tao cho mày ở tới ngày mốt luôn á. Mày nhẹ tay với con heo của tao. Bây giờ mày nhét hết tiền hồi nãy mày đã lấy vô con heo đó lại, mày để lại vị trí cổ cho tao. Bây giờ sao, mày muốn ra hay là mày muốn là ở trong đó hoài? Mày nhét tiền vô heo nhanh lẹ đi rồi mày đi xuống nhanh. Ai mở cửa rồi mà xuống. Thôi dù sao hy sinh cho nó đập một con heo là tiền của hôm trước, của lần trước á anh em. Mình dùng cái tiền của lần trước nó đã bỏ cho con heo mình đập, xong mình lấy tiền đó mình mua con heo. Con heo còn nguyên thì có đập đâu. Con heo 40.000 con à. Mày bỏ tiền vô nhanh. Camera ở đâu trời? Đã nói là camera mình đặt mà nó kêu là nó đòi nó thấy anh em ạ. Thanh niên đổ mồ hôi hột rồi. Lên nhai lên em. Cái gì? Mày nhét tiền mày vô lại chưa? Đang nhét nè. Tao thấy mày đang ngồi quạt, mày không hề nhét. Mày làm liền cho tao, tao cho mày xuống nhanh. Không, tao cho mày tới ngày mốt bây giờ. Rồi. Bỏ cái thói nha. Rồi ông nội mày chứ, rồi tao đang nhìn mày nè. Ấy là đến giờ này giờ mày vẫn còn muốn lấy tiền của tao. Không này. Em nói là em đang nhét nè. Tao đang nhìn trên camera tao đếm mày nhét không đủ 3 triệu rồi, tao cho mày ở tới ngày mốt nha. Hồi nãy em nhét có 2 triệu 8 rồi nha. 2 triệu 8 ông nội mày tao nhét đúng 3 triệu rồi đó. Tao không biết mày nhét đúng 3 triệu vô, không đủ thì bù vô. Thả em ra ngoài mấy lạnh em nhét được không? Ờ thôi vậy thôi, tắt nha, tao đi chơi nữa nha. Thôi em nhét là em đụng tiền trong túi anh à. Nè. 28 rồi. 3 triệu. Nhét vô. Cái lỗ con heo đâu ạ? Ngay trên cái miệng của nó. Có đâu? Trên cái miệng con heo. Không thấy. Không thấy, bây giờ mày thích không thấy không? Thấy rồi. Mày nhây với tao hả? Mày đập bỏ cái thói mày ra qua nhà người ta, thấy heo là mày đập. Hồi nào? Mày.
Mẹ em ở dưới quê á. Con heo nó không chịu ăn. Mày nhét nhanh không? Đang nhét mà nó không chịu ăn nè. Bây giờ cái mỗi phút trôi qua mà mày cứ cà rè là ta sẽ tính là thêm một tiếng đồng hồ mẹ ở trong đó. Mày bớt gãi là mày tập trung mày nhét cùng tao. Cái phòng nó làm gì mà nóng? Sao không nóng ở đây đi? Mày cái phòng kho người ta mình nóng. Bây giờ cởi áo mà chưa? Có chuột rồi nó nữa nha. Ê. Xong rồi. Chưa đủ 3 triệu, nhét nhanh lên. Trời ơi, người ta nhét 3 triệu ra ngoài có ngon thì ra đây đếm đi. Mày nhét nhanh. Xong rồi nè, mở cửa thôi, đem đi theo chúng con. Nhanh đi, nhét hết vô, rồi tao cho mày mở cửa ra nè. Từ từ. Rồi. Còn mấy tờ trên tay thì nhanh đi con ơi. Từ từ nè, người ta nói gọi trước vài giây thôi. Bỏ tiền vô mày làm gì vậy? Mày can đảm lắm Phương. Mày định giếng của tao hả? Mày bỏ hết vô. Giếng mấy trăm ngàn của anh về làm gì? Không về làm gì thì hồi nãy giờ mày đập con heo tao làm gì? Nhanh. Đang nhét nè, còn tờ nữa. Còn một tờ bên tay trái mày giếng đi đâu? Tay này tay trái nè. Tay phải. Tay phải nè, hết rồi. Mày để dưới đất, mày đứng lên. Mày đứng lên, tao đã nói tao đang nhìn qua cam mà sao mày cứ thích lương là sao? Đó, bỏ vô. Rồi, bỏ hết chưa? Rồi. Bỏ con heo về vị trí cũ. Mốt tao gặp con heo hết, tao không thèm dòm luôn đó. Nên vậy, đúng là hôm nay cũng mày cũng nên như vậy á. Rồi đó. Rồi, đóng cửa lại. Rồi, bỏ đồng hồ về chiếc cũ. Mày định giếm gì đó? Có gì đâu. Ông nội mày, tao có nhìn cam mày sao từ nãy giờ mày cứ thích dậy là sao ta? Đồng hồ bớt, đẹp quá ha. Bớt cái trò ăn cắp giặt lại nha. Bỏ đồng hồ lại khỏi. Đẹp quá trời. Ngưỡng mộ. Bây giờ à, mày có muốn đi ra không? Có, mở cửa đi. Rồi. Mấy cái miệng của con heo này đâu? Dọn sạch. Cái gì? Trời ơi trời, cho ra đi trời, nóng quá à. Mấy cái miệng của con heo này đâu? Cầm xuống. Rồi đây nè. Rồi. Rồi ok, tao lên tao mở cho mày. Ok, dễ đi, dễ. Dễ gì mở đi. Cho nó ở trong đó một tiếng đồng hồ nữa.
Oh, my God.